Ngày 3 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, vừa qua xảy ra liên tiếp hai tin trình báo của người dân liên quan đến việc thương lái gọi điện mua heo, đến chở heo đi, sau đó không trả tiền mà biến mất. Gần đây nhất là trường hợp của ông U, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, trình báo sáng ngày 25 tháng 10. Khi ông vừa gọi thương lái quen đến mua đàn heo 12 con, thì một lúc sau có một số điện thoại lạ gọi đến trả giá 53.000 đồng một kg để mua đàn heo. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, ba người chạy xe chở heo đến cân đàn heo của ông U, tính tổng số tiền 46 triệu rồi chở đi 8 con heo, hẹn chiều sẽ đến chở tiếp 4 con heo còn lại. Đến chiều, người này lại gọi hẹn sáng sớm hôm sau mới đến chở thêm 4 con heo. Tuy nhiên đến 5 giờ ngày 26 tháng 10, người này gọi đến thông báo chuẩn bị đến bắt heo, trả hết tiền rồi sau đó tắt điện thoại. Ông U chờ mãi không thấy ai đến và không thể liên lạc lại qua số điện thoại của người đã gọi cho ông nên đã trình báo công an. Trước trường hợp của ông U, vào ngày 12 tháng 10, ông G, ngụ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa cũng đang rao bán đàn heo của mình thì có một người gọi điện thoại đến đề nghị được xem và mua heo của ông. Đến ngày 13 tháng 10, có khoảng 4 người không rõ tên tuổi, địa chỉ đến đề nghị mua heo và ông G đồng ý bán chín con heo với giá 50 triệu đồng. Những người này nói 5 giờ sáng hôm sau sẽ đến bắt heo đi và trả tiền. Hôm sau có 6 người đến cân heo và chở heo đi. Trong đó có người đưa cho ông G một số điện thoại, nói đến trưa đi lấy heo ở một nhà gần nhà ông rồi đưa tiền luôn. Nhưng chờ hoài không thấy người kia đến trả tiền, coi điện thoại cũng không được. Ông G tìm đến địa chỉ mà người kia đã từng nói là mình sống ở đó thì cũng không tìm được ai. Lúc này ông G mới biết mình đã bị lừa nên trình báo công an.